Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn một cái video về luật hấp dẫn, sử dụng những cái câu khẳng định để các bạn có thể hết phiền muộn, phiền não, loại bỏ tham sân si và từ đó tận hưởng hạnh phúc viên mãn của các bạn. Các bạn nhá, hãy tìm một nơi thật yên tĩnh để chúng ta có thể lắng nghe và từ đó tìm được sự bình yên trong cuộc sống của chính mình. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy đầy đủ. Tôi có một cuộc sống viên mãn. Tôi biết mình là sứ giả của Thượng Đế đến để mang theo những thông điệp tốt đẹp cho cuộc đời này. Tôi mang cho cuộc đời thông điệp về sự thịnh vượng, về sự hạnh phúc và về sự đầy đủ. Tôi mang đến thông điệp rằng ai cũng có thể tạo nên kỳ tích cho chính mình. Ai cũng có thể có một cuộc sống đầy đủ, thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi chính là nhân chứng của những thông điệp này. Tôi không bao giờ phải so sánh với người khác để tìm nỗi đau khổ và cay đắng cho mình. Tôi tìm sự bình yên trong chính con người của tôi. Tôi biết trong cuộc đời này tôi muốn có điều gì, Thượng Đế cũng sẵn sàng cho tôi, sẵn sàng mang kỳ tích đến với cho tôi. Nên tôi không cần phải so sánh với ai, không cần phải so bì với ai, không cần phải so bì hạnh phúc, so bì tiền bạc, so bì ngôi nhà lớn nhỏ. Bởi tôi biết rằng tôi luôn có những gì mình muốn, tôi luôn có những điều mà mình mơ ước, nhưng không phải để so sánh hơn thua với người khác, mà để tôi cảm thấy thực sự tìm được sự bình yên và hạnh phúc. Tôi cảm ơn Thượng Đế vì đã luôn ở cạnh tôi và cho tôi những thứ tôi muốn. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy đầy đủ. Tôi có một cuộc sống viên mãn. Tôi biết mình là sứ giả của Thượng Đế đến để mang theo những thông điệp tốt đẹp cho cuộc đời này. Tôi mang cho cuộc đời thông điệp về sự thịnh vượng, về sự hạnh phúc và về sự đầy đủ. Tôi mang đến thông điệp rằng ai cũng có thể tạo nên kỳ tích cho chính mình. Ai cũng có thể có một cuộc sống đầy đủ, thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi chính là nhân chứng của những thông điệp này. Tôi không bao giờ phải so sánh với người khác để tìm nỗi đau khổ và cay đắng cho mình. Tôi tìm sự bình yên trong chính con người của tôi. Tôi biết trong cuộc đời này tôi muốn có điều gì, Thượng Đế cũng sẵn sàng cho tôi, sẵn sàng mang kỳ tích đến với cho tôi. Nên tôi không cần phải so sánh với ai, không cần phải so bì với ai, không cần phải so bì hạnh phúc, so bì tiền bạc, so bì ngôi nhà lớn nhỏ. Bởi tôi biết rằng tôi luôn có những gì mình muốn, tôi luôn có những điều mà mình mơ ước, nhưng không phải để so sánh hơn thua với người khác, mà để tôi cảm thấy thực sự tìm được sự bình yên và hạnh phúc. Tôi cảm ơn Thượng Đế vì đã luôn ở cạnh tôi và cho tôi những thứ tôi muốn. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy đầy đủ. Tôi có một cuộc sống viên mãn. Tôi biết
mình là sứ giả của Thượng Đế, đến để mang theo những thông điệp tốt đẹp cho cuộc đời này. Tôi mang cho cuộc đời thông điệp về sự thịnh vượng, về sự hạnh phúc và về sự đầy đủ. Tôi mang đến thông điệp rằng ai cũng có thể tạo nên kỳ tích cho chính mình. Ai cũng có thể có một cuộc sống đầy đủ, thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi chính là nhân chứng của những thông điệp này. Tôi không bao giờ phải so sánh với người khác để tìm nỗi đau khổ và cay đắng cho mình. Tôi tìm sự bình yên trong chính con người của tôi. Tôi biết trong cuộc đời này tôi muốn có điều gì, Thượng Đế cũng sẵn sàng cho tôi, sẵn sàng mang kỳ tích đến với cho tôi. Nên tôi không cần phải so sánh với ai, không cần phải so bì với ai, không cần phải so bì hạnh phúc, so bì tiền bạc, so bì ngôi nhà lớn nhỏ. Bởi tôi biết rằng tôi luôn có những gì mình muốn, tôi luôn có những điều mà mình mơ ước, nhưng không phải để so sánh hơn thua với người khác, mà để tôi cảm thấy thực sự tìm được sự bình yên và hạnh phúc. Tôi cảm ơn Thượng Đế vì đã luôn ở cạnh tôi và cho tôi những thứ tôi muốn. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy đầy đủ. Tôi có một cuộc sống viên mãn. Tôi biết mình là sứ giả của Thượng Đế, đến để mang theo những thông điệp tốt đẹp cho cuộc đời này. Tôi mang cho cuộc đời thông điệp về sự thịnh vượng, về sự hạnh phúc và về sự đầy đủ. Tôi mang đến thông điệp rằng ai cũng có thể tạo nên kỳ tích cho chính mình. Ai cũng có thể có một cuộc sống đầy đủ, thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi chính là nhân chứng của những thông điệp này. Tôi không bao giờ phải so sánh với người khác để tìm nỗi đau khổ và cay đắng cho mình. Tôi tìm sự bình yên trong chính con người của tôi. Tôi biết trong cuộc đời này tôi muốn có điều gì, Thượng Đế cũng sẵn sàng cho tôi, sẵn sàng mang kỳ tích đến với cho tôi. Nên tôi không cần phải so sánh với ai, không cần phải so bì với ai, không cần phải so bì hạnh phúc, so bì tiền bạc, so bì ngôi nhà lớn nhỏ. Bởi tôi biết rằng tôi luôn có những gì mình muốn, tôi luôn có những điều mà mình mơ ước, nhưng không phải để so sánh hơn thua với người khác, mà để tôi cảm thấy thực sự tìm được sự bình yên và hạnh phúc. Tôi cảm ơn Thượng Đế vì đã luôn ở cạnh tôi và cho tôi những thứ tôi muốn. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy đầy đủ. Tôi có một cuộc sống viên mãn. Tôi biết mình là sứ giả của Thượng Đế, đến để mang theo những thông điệp tốt đẹp cho cuộc đời này. Tôi mang cho cuộc đời thông điệp về sự thịnh vượng, về sự hạnh phúc và về sự đầy đủ. Tôi mang đến thông điệp rằng ai cũng có thể tạo nên kỳ tích cho chính mình. Ai cũng có thể có một cuộc sống đầy đủ, thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi chính là nhân chứng
của những thông điệp này. Tôi không bao giờ phải so sánh với người khác để tìm nỗi đau khổ và cay đắng cho mình. Tôi tìm sự bình yên trong chính con người của tôi. Tôi biết trong cuộc đời này tôi muốn có điều gì, Thượng Đế cũng sẵn sàng cho tôi, sẵn sàng mang kỳ tích đến với cho tôi. Nên tôi không cần phải so sánh với ai, không cần phải so bì với ai, không cần phải so bì hạnh phúc, so bì tiền bạc, so bì ngôi nhà lớn nhỏ. Bởi tôi biết rằng tôi luôn có những gì mình muốn, tôi luôn có những điều mà mình mơ ước, nhưng không phải để so sánh hơn thua với người khác, mà để tôi cảm thấy thực sự tìm được sự bình yên và hạnh phúc. Tôi cảm ơn Thượng Đế vì đã luôn ở cạnh tôi và cho tôi những thứ tôi muốn. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy đầy đủ. Tôi có một cuộc sống viên mãn. Tôi biết mình là sứ giả của Thượng Đế đến để mang theo những thông điệp tốt đẹp cho cuộc đời này. Tôi mang cho cuộc đời thông điệp về sự thịnh vượng, về sự hạnh phúc và về sự đầy đủ. Tôi mang đến thông điệp rằng ai cũng có thể tạo nên kỳ tích cho chính mình. Ai cũng có thể có một cuộc sống đầy đủ, thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi chính là nhân chứng của những thông điệp này. Tôi không bao giờ phải so sánh với người khác để tìm nỗi đau khổ và cay đắng cho mình. Tôi tìm sự bình yên trong chính con người của tôi. Tôi biết trong cuộc đời này tôi muốn có điều gì, Thượng Đế cũng sẵn sàng cho tôi, sẵn sàng mang kỳ tích đến với cho tôi. Nên tôi không cần phải so sánh với ai, không cần phải so bì với ai, không cần phải so bì hạnh phúc, so bì tiền bạc, so bì ngôi nhà lớn nhỏ. Bởi tôi biết rằng tôi luôn có những gì mình muốn, tôi luôn có những điều mà mình mơ ước, nhưng không phải để so sánh hơn thua với người khác, mà để tôi cảm thấy thực sự tìm được sự bình yên và hạnh phúc. Tôi cảm ơn Thượng Đế vì đã luôn ở cạnh tôi và cho tôi những thứ tôi muốn. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy đầy đủ. Tôi có một cuộc sống viên mãn. Tôi biết mình là sứ giả của Thượng Đế đến để mang theo những thông điệp tốt đẹp cho cuộc đời này. Tôi mang cho cuộc đời thông điệp về sự thịnh vượng, về sự hạnh phúc và về sự đầy đủ. Tôi mang đến thông điệp rằng ai cũng có thể tạo nên kỳ tích cho chính mình. Ai cũng có thể có một cuộc sống đầy đủ, thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi chính là nhân chứng của những thông điệp này. Tôi không bao giờ phải so sánh với người khác để tìm nỗi đau khổ và cay đắng cho mình. Tôi tìm sự bình yên trong chính con người của tôi. Tôi biết trong cuộc đời này tôi muốn có điều gì, Thượng Đế cũng sẵn sàng cho tôi, sẵn sàng mang kỳ tích đến với cho tôi. Nên tôi không cần phải so sánh với ai, không cần phải so bì với ai, không cần phải so bì hạnh phúc, so bì tiền bạc,
so bì ngôi nhà lớn nhỏ. Bởi tôi biết rằng tôi luôn có những gì mình muốn. Tôi luôn có những điều mà mình mơ ước, nhưng không phải để so sánh hơn thua với người khác, mà để tôi cảm thấy thực sự tìm được sự bình yên và hạnh phúc. Tôi cảm ơn Thượng Đế vì đã luôn ở cạnh tôi và cho tôi những thứ tôi muốn. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy đầy đủ. Tôi có một cuộc sống viên mãn. Tôi biết mình là sứ giả của Thượng Đế, đến để mang theo những thông điệp tốt đẹp cho cuộc đời này. Tôi mang cho cuộc đời thông điệp về sự thịnh vượng, về sự hạnh phúc và về sự đầy đủ. Tôi mang đến thông điệp rằng ai cũng có thể tạo nên kỳ tích cho chính mình. Ai cũng có thể có một cuộc sống đầy đủ, thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi chính là nhân chứng của những thông điệp này. Tôi không bao giờ phải so sánh với người khác để tìm nỗi đau khổ và cay đắng cho mình. Tôi tìm sự bình yên trong chính con người của tôi. Tôi biết trong cuộc đời này tôi muốn có điều gì, Thượng Đế cũng sẵn sàng cho tôi, sẵn sàng mang kỳ tích đến với cho tôi. Nên tôi không cần phải so sánh với ai, không cần phải so bì với ai, không cần phải so bì hạnh phúc, so bì tiền bạc, so bì ngôi nhà lớn nhỏ. Bởi tôi biết rằng tôi luôn có những gì mình muốn. Tôi luôn có những điều mà mình mơ ước, nhưng không phải để so sánh hơn thua với người khác, mà để tôi cảm thấy thực sự tìm được sự bình yên và hạnh phúc. Tôi cảm ơn Thượng Đế vì đã luôn ở cạnh tôi và cho tôi những thứ tôi muốn. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy đầy đủ. Tôi có một cuộc sống viên mãn. Tôi biết mình là sứ giả của Thượng Đế, đến để mang theo những thông điệp tốt đẹp cho cuộc đời này. Tôi mang cho cuộc đời thông điệp về sự thịnh vượng, về sự hạnh phúc và về sự đầy đủ. Tôi mang đến thông điệp rằng ai cũng có thể tạo nên kỳ tích cho chính mình. Ai cũng có thể có một cuộc sống đầy đủ, thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi chính là nhân chứng của những thông điệp này. Tôi không bao giờ phải so sánh với người khác để tìm nỗi đau khổ và cay đắng cho mình. Tôi tìm sự bình yên trong chính con người của tôi. Tôi biết trong cuộc đời này tôi muốn có điều gì, Thượng Đế cũng sẵn sàng cho tôi, sẵn sàng mang kỳ tích đến với cho tôi. Nên tôi không cần phải so sánh với ai, không cần phải so bì với ai, không cần phải so bì hạnh phúc, so bì tiền bạc, so bì ngôi nhà lớn nhỏ. Bởi tôi biết rằng tôi luôn có những gì mình muốn. Tôi luôn có những điều mà mình mơ ước, nhưng không phải để so sánh hơn thua với người khác, mà để tôi cảm thấy thực sự tìm được sự bình yên và hạnh phúc. Tôi cảm ơn Thượng Đế vì đã luôn ở cạnh tôi và cho tôi những thứ tôi muốn. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy đầy đủ. Tôi có một cuộc sống viên mãn.
Tôi biết mình là sứ giả của Thượng Đế, đến để mang theo những thông điệp tốt đẹp cho cuộc đời này. Tôi mang cho cuộc đời thông điệp về sự thịnh vượng, về sự hạnh phúc và về sự đầy đủ. Tôi mang đến thông điệp rằng ai cũng có thể tạo nên kỳ tích cho chính mình. Ai cũng có thể có một cuộc sống đầy đủ, thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi chính là nhân chứng của những thông điệp này. Tôi không bao giờ phải so sánh với người khác để tìm nỗi đau khổ và cay đắng cho mình. Tôi tìm sự bình yên trong chính con người của tôi. Tôi biết trong cuộc đời này, tôi muốn có điều gì, Thượng Đế cũng sẵn sàng cho tôi, sẵn sàng mang kỳ tích đến với cho tôi. Nên tôi không cần phải so sánh với ai, không cần phải so bì với ai, không cần phải so bì hạnh phúc, so bì tiền bạc, so bì ngôi nhà lớn nhỏ. Bởi tôi biết rằng tôi luôn có những gì mình muốn, tôi luôn có những điều mà mình mơ ước, nhưng không phải để so sánh hơn thua với người khác, mà để tôi cảm thấy thực sự tìm được sự bình yên và hạnh phúc. Tôi cảm ơn Thượng Đế vì đã luôn ở cạnh tôi và cho tôi những thứ tôi muốn.